Trước đối thủ hơn hẳn về nhiều mặt của Iraq, các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chủ động chơi phòng ngự phản công. Lối đá này đã khóa được những ngòi nổ nguy hiểm bên phía Iraq đang trực chờ uy hiếp mảnh lưới thủ môn Tiến Dũng. Bên cạnh đó, cũng giúp U19 Việt Nam triển khai được các đợt tấn công về phía khung thành của thủ môn Hussein. Tuy nhiên, những đòn tấn công của thầy trò Hoàng Anh Tuấn vẫn còn thiếu sự sắc sảo để có thể tạo được lợi thế trên bảng tỷ số. Từ phút 70 trở đi, các cầu thủ Việt Nam chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu bằng lối đá chậm và chắc nhằm có thể cầm chân và chia điểm với đối thủ. Càng về cuối, sức ép càng nặng đè lên hàng phòng ngự của U19 Việt Nam, nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn chơi cực kỳ chắc chắn để tìm chiếc vé lọt vào vòng tứ kết lần đầu tiên trong lịch sử của lứa tuổi U19 ở sân chơi châu lục. Và sự bền bỉ của các cầu thủ trẻ Việt Nam đã được đền đáp xứng đáng khi họ cầm hòa thành công đối thủ mạnh nhất bảng B là Iraq với tỷ số 0 đều. Qua đó lần đầu tiên có mặt ở vòng tứ kết sau 7 lần tham dự vòng chung kết U19 châu Á. Ở trận đấu còn lại của bảng B, dù giành chiến thắng với tỷ số chung cuộc 3-1 trước Triều Tiên, nhưng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã phải chia tay giải đấu trong tiếc nuối. Như vậy, U19 Việt Nam sẽ gặp chủ nhà Bahrain ở trận đấu tứ kết diễn ra vào ngày 23 tháng 10 tới.